À, bây giờ là 9 giờ tối nhưng mà xe xúc tuyết vẫn làm việc 24 hour. Đây là đứng trong nhà quay ra khi thấy xe xúc tuyết bắt đầu đi ngang trước nhà xúc tuyết. Đây là xúc phá bởi vì tuyết đóng rất là dày 1 mét, do đó lần đầu tiên nó xúc để mà đưa tuyết vào trong lề trước. Ốp, đây là chiếc thứ hai follow, hai chiếc đi cùng một lúc làm việc 24 hour. Đây là chiếc thứ hai. This is how the road looked like when the plow just passing by.